Nội dung hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một mẹo trong Proteus, đó là làm thế nào để đánh nhãn nhanh cho các dây. Trường hợp đánh nhãn cho các dây ta hay sử dụng khi trong trường hợp nối nút bấm như thế này. Sử dụng 8 nút bấm chẳng hạn, thì sau khi vẽ xong một nút bấm ta copy ra 8 lần. 1, 2, 3, 4. Khi đó để nối lần lượt từng nút này với các chân của vi điều khiển thì ta không nên sử dụng một dây nối từ chân vi điều khiển nối đến từng nút bấm như thế này. Bởi vì nếu nối như thế thì là các dây nó sẽ chồng chéo nhau rất khó nhìn. Mà ta nên đánh nhãn cho từng dây này, sau đó là đánh nhãn cho các dây ở vi điều khiển giống nhau. Khi đó thì là nó sẽ những dây cùng nhãn với nhau thì là nó sẽ nối với nhau. Ở chân vi điều khiển ta cũng nối ra một đoạn dây. Các chân sau ta chỉ cần kích nút vào chân là nó đoạn dây nó cũng tự động nó ra giống như ở chân trước. Bình thường thì để đánh nhãn cho các dây này, chúng ta kích vào biểu tượng LBL này. Sau đó kích trái vào dây. Sau đó nó hiện ra một cửa sổ, chúng ta sẽ gõ tên của dây đó, ví dụ như SW1. Lần lượt như vậy cho các dây còn lại, SW2. Đây là cách truyền thống chúng ta thường hay làm như thế này. Tuy nhiên nếu mà làm như thế này thì là sẽ dẫn đến trường hợp là bị chậm thao tác. Lý do bị chậm bởi vì là chúng ta luân phiên sử dụng giữa chuột và bàn phím. Khi gõ bàn phím thì để gõ được nhanh chúng ta phải sử dụng hai tay. Nhưng mà sau khi gõ bàn phím xong thì chúng ta lại phải chuyển sang sử dụng chuột. Do đó là phải bỏ một tay ra. Thì thao tác như này nó sẽ bị lâu hơn. Để thao tác được nhanh thì trong Proteus có một trường hợp giúp cho ta đánh số, đánh nhãn cho dây, trong trường hợp là các nhãn nó có tên tương tự như nhau và nó chỉ khác nhau về phần số. Tức là các nhãn đây đánh số ta đánh lần lượt là SW1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thì là các cái nhãn này nó chung nhau về phần chữ và khác nhau về phần số. Trong trường hợp đó thì Proteus hỗ trợ ta một cách đánh nhãn nhanh bằng cách là vào Tool, chọn dòng Property Assignment Tool. Và chúng ta gõ vào cái dòng string như sau. Net bằng SW thăng. Trong đó cái SW này là cái chữ mà mình mong muốn được đặt cho nhãn, đặt nhãn cho dây. Còn cái thăng này là sẽ là chỉ số. Bin count này bắt đầu chương trình mặc định là 0, increment mặc định là 1. Bin count này là cái giá trị xuất phát. Ví dụ chúng ta muốn xuất phát SW0 thì chúng ta sẽ đặt là cao ban đầu là 0. Chúng ta muốn xuất phát từ SW1, chỗ cao này chúng ta đặt là 1. Increment này là số đơn vị tăng sau mỗi một lần đặt nhãn. Nếu chúng ta đặt để là 1 thì sau khi đặt nhãn cho cái dây thứ nhất xong thì nhãn tiếp theo nó tự động lên 2. Cứ tăng lên 1 đơn vị 1. Chúng ta thử trường hợp đầu tiên là cho biến cao xuất phát từ 1, increment là 1. Ấn OK. Sau đó chúng ta đặt kích chuột trái lần lượt vào từng dây này. Như vậy là việc đánh nhãn như này rất là nhanh. Chúng ta chỉ cần gõ chữ một lần và sau đó là các số này nó sẽ tự động tăng liên tục. Như vậy là chúng ta đặt xong nhãn cho 8 nút bấm. Để đặt nhãn tiếp cho 8 dây ở vi điều khiển, chúng ta lại phải làm lại thao tác như vừa rồi, kích chuột 8 lần. Như vậy trường hợp này đánh nhãn bằng cách như thế này thì là sẽ nhanh hơn rất nhiều so với trường hợp chúng ta làm thủ công như lần trước. Bây giờ chúng ta thử một số trường hợp, ví dụ như trong bước này nếu cao xuất phát cho xuất phát từ 0, thử xem nó có gì khác. Như vậy là lần kích chuột đầu tiên nó sẽ đặt nhãn là SW0. Increment là 1 thì là tiếp theo nó cũng tăng lên 1 đơn vị là SW1. Thử một trường hợp nữa, đó là cao ban đầu là 0, increment chúng ta cho là 2. Thì các nhãn ở đây nó sẽ đặt theo thứ tự là
đầu tiên là SW0, SW2, như vậy tăng 2 đơn vị. Thì đó là ý nghĩa của hai thông số.